Vũ xin chào cô chú anh chị ha Thì hôm nay mọi người coi nước cạn dữ lắm luôn rồi mọi người Nó ruộng bờ thì người ta chuẩn bị bơm nước lên xạ hết rồi ha Cái vấn này hôm qua mọi người thấy vụ đổ một cái là Một xuồng đổ một cái là xuồng cá xuồng cá mọi người dưới lợp cá Hôm qua nói chung là chú không có thời gian để đi quay cho mọi người xem ha Lò bắt cá không mọi người Lợp cái nào cái này là nó vô cứng ngắt luôn á hôm nay vũ cũng không biết nói gì hơn mọi người thì à, từ đây trở về sau á vũ à, sẽ tạm à, ngưng đăng video trên cái kênh mà phong vũ tv của mình ha thì à, do cái kênh này nó gặp một số lỗi khá là nghiêm trọng á mọi người nói chung là vũ à, khắc phục không có được rồi à, vũ à, sẽ trong thời gian mà không đăng video bên kênh này á vũ sẽ à, tạo một cái kênh mới mọi người để à, mình à, chia sẻ những cái nghề lập nhũ của mình lên kênh đó thì cô chú anh chị có thể qua cái kênh đó xem ha bằng cách là vũ sẽ chèn vào một cái cái đường link vào cuối video này á vũ sẽ chèn lên đó rồi mọi người chỉ cần bấm vào đó rồi qua bên đó xem ủng hộ vũ ha trong thời gian này có thể là một tháng hai tháng hoặc là ba tháng bốn tháng thì vũ không có đăng video trên kênh này của mình nữa mọi người kênh này của mình bây giờ bị hư rồi vũ cũng rất là buồn luôn tại vì công sức đổ ra mấy năm trời mà không có thu lại được cái gì hết trơn mọi người quay phim mà quay bốn năm cái điện thoại luôn cũng vô tác dụng rồi thêm một cái máy quay bốn năm cái điện thoại nữa đều banh chành hết trơn không lấy được một đồng bạc nào luôn thấy công sức mình bỏ ra vậy thì vũ cảm thấy rất là tiếc luôn à, cô chú anh chị có thể qua bên tab cộng đồng để xem kênh mới của vũ nha thì vũ vừa đi thăm lợp nè vũ quay xong rồi mới tắm rửa lên nè mọi người vũ cũng đang đăng up video ở trong nhà để cho chiều nay đăng lót lên kịp á còn một cách nữa là vào cuối màn hình đó, thì vũ sẽ có tròn chèn một cái logo lên như lúc nãy vũ đã nói thì cô chú anh chị nào thương vũ thì qua bên đó xem để ủng hộ vũ ha cũng như là đăng ký và bật chuông để nhận video mới nhất từ vũ còn kênh này thì vũ tạm cho nó qua một bên khi nào nó ổn định lại á vũ nghĩ là thời gian rất là lâu á cả năm tháng luôn á mọi người còn chưa hoạt động lại được nữa vũ cảm ơn cô chú anh chị trước ha